Công an thành phố Lào Cai phối hợp với phường Lào Cai tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường. Theo đó, Công an thành phố đã tuyên truyền phổ biến kiến thức, hướng dẫn sử dụng phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ được tầm quan trọng của công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, giúp địa phương, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra.